lên hình, lên hình, lên hình, chuẩn bị lên video. Hôm nay chủ nhật nhà con gái tổ chức nướng barbecue gặp mặt gia đình. Cuối tuần. Cuối tuần chào tất cả mọi người. Diệu Anh, giọng cao, Thế Lâm chào tất cả mọi người. Sinh nhật cả nhà. Sinh nhật cả nhà. Rồi. Đây đó. Cái này đây này đó, cháu nội đây. Cháu ngoại Thịnh, quậy quá. Phải mẹ Hoa đây. Đây Phú có thấy dễ thương không? Thấy cháu nội Phú không? Thật tự. Anh chờ cha. Thật tự không có ai như anh á. Nè, con coi chừng chạy té nha, giỡn té nha Quyên. Quyên. Giỡn té nữa. Ngồi xuống. Quyên, ngồi xuống. Té nữa mọi. Phú, chào ông nội nghe, chào ông nội Phú nè. Phú chào ông nội, Quyên chào ông nội. Thịnh chào ông ngoại coi, Thịnh. Hai số. Cái là bài Let me see. Nhiều mấy. Bà vô. Mì xeo. Bữa nay hơi bị ốm chút. Rồi hai lỗ tai. Mì xeo bạn Hoa này ốm nó lòi hai lỗ tai. Cái này mua cho mua trên sang mặt cô chơi lắm, nó mát đồ cả cho cũng cắt vào biển. Anh Huy. Cô Huy qua đây. Qua đây con. Bố hơn nữa. Đấy, cháu ngoại, cháu nội ngồi chơi đấy. Nè. Win. Thế nữa nha con Win. Thấy ăn con Phú nó lịch sự không? Cháu nội Phú nè. Hai ông nội coi, hai ông nội Phú, Phú. Hai ông nội coi. Hôm nay anh nhận gai lớn, tổ chức tiệc cuối tuần vui. Xong vườn trước. Thế nha Quy. Để nó ham mà nó nếu không chín mẹ. Cuối tuần. Đây là món gì giới thiệu em, món gì đây? Mật. Mật nữa. Mật nữa. Đây là oyster ăn sống của Nhật Bốn, cũng như Nhật Bán. Đây dê. Dê. Thịt dê chấm lên. Lá mơ. Sườn nướng. Lá mơ. Sườn đại hàng. Bắp nướng. Em ngã rồi đó rồi. Vậy mới vô là thua. Thua thằng Phú kìa mà làm cái gì. Đứa nào dạy hai thằng. Hải Huy đấy. Em quay bỏ nó ra con. Hải Trang cái oyster đó. Bà vô ngồi ăn, bà vô. Bà vô ngồi chứ, trời gì. Quay ra thờ nước. Kỹ sư nữa, đầu bếp Hồng Kông mới thỉnh về. Ở Mỹ rồi nè. Sườn bò đại hàng. Sườn gai nữa. Rau bên đây cái gì cũng nhẹ mùi hơn Việt Nam đúng không? Ý là cái loại rau nó cũng giống như vậy là Việt Nam. Cái bụi rau này của chị Hoa. Quê em. Quê em bắt bà nói rồi. Bà em nào đi đâu? Các bà nội ăn Thịnh không ngồi á? Anh ngồi bình thường hơn nãy ngồi rồi. Một lên con đấy mẹ đi á. Vô đi chào. Chào. Đấy thằng lính đó, lính đó. Lính của nó đấy. Đấy thế quan dễ. Này nhìn nó cũng vậy. Quan dễ. Nó cũng dễ đi giọng về thấy cũng vậy. Đi giọng về nó cũng vậy. Nó cao hơn anh. Nhìn mặt không thay đổi. Cao.
chị Năng Sĩ á Bi. Trời ơi. Lấy hộp gạo nếm 1 2 3 giục bập 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 nếm. Nó nếm hai thằng nếm 1 2 3 lấy lấy trứng gà nó quanh vòng xinh 1 2 3. Có hai tụi bay dẫn đi nó chơi nhàn bạn chứ thằng bạn nó giới thiệu nó rất con nó quậy lắm. Nó nói con sao không vậy đâu. Nó ngồi nó chơi sao rồi. Mắc hồn. Cái hồ cá con tới nguyên hồ cá là một con cá 2000 mấy rồi. Nó làm gì? Nó lấy nước ngọt nó đổi hồ cá con. Cho cá uống mà. Chị nó hỏi thằng nào đổ, chị thằng này nè. Nó nói con sao không vậy đâu mà bữa nay nó quậy tao biết không? Nó nói con nó quậy không? Nó con sao vậy? Đổ chết một cá con 2000 mấy ngàn. Phú. Phú này thang thang Phú ở đâu hả? Phú ở đâu vậy? Ủa, con chị nữ đó, chị hả? Đi đâu vậy? Đi đâu? Ê, cô hai. Ê, cô hai. Nó vô mở cửa làm gì đâu hả? Hỏi nữa, hỏi để làm gì? Coi nó làm gì? À, cái vô đồ chơi. Chơi xe. Không có gì chơi, vô đồ chơi. Ông nội làm biếng em nội. Rồi tới rồi không ăn gì hết vô. Thì đến rồi. Bà nội quay mặt đúng không? Bà nội đúng không? À, chơi. Mẹ đi biếng đồ chơi. Nhưng em đi mà chơi. Rồi làm miếng nha, nãy giờ mới quay nha. Phiên tùy. Phiên tùy 2 phút. Trời ơi, xe ngon, xe to. Trời có hai chai xe to kìa. Trời, tụi nó chơi, tụi nó giang biên. Cái gì? Nó đánh quay cái nồng ăn. Nó giữ mé rồi, có không? Nó không giữ nó, thằng nó không giữ là sao? Ôi vô cái Phú dọa ghê em. Phú hét cho cô hai bưng ghê gì ghê ra thấy chưa? Ôi trời. Giỏi quá. Vô dễ đâu anh Phú giỏi quá. Phú ra đây, Phú ra đây. Phú ra kia con. Này để làm gì rồi? Ăn cô kệ rồi. Ngon. Thôi khỏi cần bỏ cái tay cô à. Bỏ thở. Rồi sao nó ngon à?